Chúng tôi xin giới thiệu đoạn video clip cho giải pháp thay ắc quy dự phòng lúc đang làm việc hotline, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, đội sửa chữa điện nóng, hotline, công ty điện lực An Giang, tình trạng kỹ thuật hiện tại, từ tháng 10 năm 2018 đến nay đội hotline thực hiện nhiều công tác sửa chữa lưới điện đang mang điện, sửa chữa hotline, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là giảm thời gian mất điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành xe gầu nâng người sửa chữa hotline hiệu Đông He DHT160S có trở ngại như sau. Thứ nhất, trong quá trình làm việc, hệ thống điều khiển thang và gầu có hai nguồn nuôi bằng ắc quy loại 12V, 24A, một ắc quy điều khiển đặt bên phải dưới thùng gầu và một ắc quy dự phòng đặt trong tủ bên hông trái dưới gầm xe. Một số trường hợp làm từ hai vị trí trở lên và thời gian làm việc trên 5 giờ. Tín hiệu điều khiển thông báo nguồn nuôi sắp hết, đèn, hàng nhấp nháy. Lúc này nhân viên điều khiển thang và gầu rút cần và hạ gầu về vị trí ban đầu để sạc, thời gian sạc đầy khoảng từ 20 phút đến 30 phút mới làm việc lại được. Lúc này nhân viên thao tác phải xuống gầu nghỉ, việc này cũng khá bất tiện nếu công việc phải làm chỉ mất thêm từ 5 đến 10 phút nữa là xong. Nếu đèn, hàng nhấp nháy mà vẫn ráng thực hiện tiếp công việc, có thể việc điều khiển thang và gầu không thực hiện được, lúc này đèn đét sáng. Thứ hai, đôi khi đang làm việc, ắc quy điều khiển giảm dung lượng đột xuất, mặc dù đã test đạt yêu cầu trước khi ra làm việc, dẫn đến việc nhấp nháy đèn, hàng. Để khắc phục các khuyết điểm trên, sau đây là giải pháp thay ắc quy dự phòng lúc đang làm việc hotline, cụ thể giải pháp như sau. Thiết kế lại mạch điện cung cấp nguồn cho hệ thống điều khiển thang và gầu như sau. Đây là đuôi jack nguyên bản của xe, đầu jack phụ dây và cầu chì dự phòng làm thêm trên thùng gầu và hình đấu nối hoàn chỉnh đầu jack của ắc quy dự phòng. Đây là bảng điều khiển trên thùng gầu và lúc đèn báo hiệu ắc quy làm việc sắp hết, đèn hàng nhấp nháy. Khi biết ắc quy làm việc sắp hết, hai nhân viên trên gầu điều khiển thang và gầu hạ thấp xuống, quay gầu ra khỏi vùng nguy hiểm đến vùng an toàn cách lưới điện khoảng 2-3 mét thì dừng lại. Lúc này nhân viên ở phía dưới bỏ ắc quy dự phòng vào túi đựng chuyên dùng. Nhân viên trên gầu thả dây thừng xuống để lấy ắc quy dự phòng. Sau đó đặt ắc quy dự phòng bên trong thùng gầu ở dưới chân, phía trước vị trí đứng làm việc. Sau khi kéo ắc quy dự phòng lên trên gầu, thực hiện tắt công tắc nguồn, power off, tháo cầu chì điều khiển và lắp đầu jack dự phòng vào đuôi jack phụ của ắc quy dự phòng, tiếp tục lắp cầu chì vào ắc quy dự phòng. Sau khi lắp ắc quy dự phòng xong, bật công tắc nguồn, power on và điều khiển thùng xe gầu vào vị trí tiếp tục làm việc. Đến đây xin kết thúc phần giới thiệu đoạn video clip cho giải pháp thay ắc quy dự phòng lúc đang làm việc hotline. Thank you.